Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Đó là một câu trong bài Sức khỏe và Thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu Quốc ngày này cách đây 75 năm, ngày 27 tháng 3 năm 1946. Và cũng chính là lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của bác. Từ đó chính thức khai sinh ra ngành thể dục thể thao cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là tiền đề cho sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. Cho nên sau cách mạng tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bác vừa lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, vừa chủ động tích cực khắc phục tình trạng ốm yếu của người dân. Dù công việc lãnh đạo đất nước vô cùng bận rộn, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, bác vẫn dành cho công tác thể dục thể thao một sự quan tâm đặc biệt. Ngày 30 tháng 1 năm 1946, bác ký sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên. Ngành thể dục thể thao mới có nhiệm vụ là liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục để nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc nhằm tăng cường sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam. Để tăng cường và mở rộng các hoạt động thể dục thể thao và trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, 2 tháng sau, ngày 27 tháng 3 năm 1946, bác ký tiếp sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Cũng trong ngày 27 tháng 3 năm 1946, bác viết bài Sức khỏe và Thể dục đăng trên báo Cứu Quốc với lời kêu gọi giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của một người yêu nước. Và bác khẳng định, việc đó không tốn kém khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Lời kêu gọi của bác ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm, tinh thần và hành động của nhân dân. Ngay từ những ngày đầu chính quyền cách mạng cho đến những năm dài kháng chiến, hòa bình xây dựng đất nước, lời kêu gọi của bác đã cổ vũ động viên toàn dân, toàn quân ta khắp mọi miền đất nước, dấy lên phong trào luyện tập bồi bổ sức khỏe sâu rộng. Đặc biệt, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được triển khai liên tục, đã phát huy hiệu quả thực tiễn và là động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở cơ sở phát triển mạnh trong tất cả các đối tượng. Các hình thức tập luyện thể dục thể thao đơn giản, không cần đầu tư nhiều về sân bãi, trang thiết bị như chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền, vân vân, phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Mỗi năm trong cả nước có hàng chục nghìn giải và hội thi thể thao quần chúng. Ngoài ra, các mô hình câu lạc bộ văn hóa thể thao, cụm văn hóa thể thao được thành lập ở các thôn xóm và trong các cơ quan đơn vị đã tạo thành một hệ thống các thiết chế thể thao gắn với văn hóa, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Đến nay, sau 75 năm xây dựng và trưởng thành, nền thể dục thể thao nước nhà đã có những bước tiến đáng kể qua từng chặng đường phát triển. Mỗi chặng đường đi qua được ghi dấu ấn với sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, qua đó tạo dựng và lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cho đến ngày nay, những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe vẫn luôn đúng với mọi thế hệ, với mọi hoàn cảnh. Mỗi người dân mạnh khỏe sẽ tạo nên sức mạnh của cả dân tộc, từ đó góp phần giúp Việt Nam dân cường, nước thịnh, vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!